Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ dịch vụ gửi bán nhé mọi người. Hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái vị trí dự án 2 căn. Vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa. Trên sổ đỏ là 33m², 2 căn đây mọi người nhé. Thì ở đây em đang đứng trước cái căn lô góc, một trong hai căn này, ngõ thông đường rộng mọi người. Đây mọi người có thể nhìn đây, đây là căn lô góc rất là thoáng, cách đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi mọi người ạ. Hiện tại em đang đứng trước vị trí của căn nhà này, thì thông số của căn nhà này là 33m², được xây dựng và thiết kế là 4 tầng, mặt tiền là 3,45m. Và cái căn nhà này rất là nở hậu mọi người nhé, mặt hậu là 4,25m mọi người ạ. Đây, đây chính là vị trí dự án 2 căn, mọi người có thể nhìn qua một chút về cái đường ngõ. Ở đây là ngõ thông, rất là thuận tiện đi lại. Vị trí của cái căn nhà thì rất là gần khu đô thị Đô Nghĩa. Từ vị trí nhà này mà ra tới khu đô thị Đô Nghĩa nó chỉ rơi khoảng tầm 700m thôi mọi người ạ. Rất là tiện sinh hoạt, cách chợ chỉ khoảng tầm 200m. Cách trường tiểu học, mầm non, trung học nó rơi khoảng tầm phạm vi bán kính 700m đổ lại thôi. Đó. Và cái giá chào bán chỉ từ 1.950.000.000 mọi người nhé. Đó, hai căn. Đây, mặt ngoài của cái căn nhà này đều đã được ốp gạch 60-60, vân đá, kim sa màu đen. Mọi người có thể nhìn qua, rất là sạch. Hướng nhà là hướng đông bắc mọi người ạ. Cả hai căn đều hướng đông bắc. Và đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện màu trắng, và lớp bên trong là lớp cửa kính nhôm Việt Pháp. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách cùng em. Phong cách của căn nhà như mọi người quan sát đấy, thì là về phần điện cũng như là phần sơn và phần trần thạch cao đều đã được hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Mọi người chỉ việc dọn đồ về ở với cái căn nhà này thôi. Đã hoàn thiện xong 100% rồi, kể cả hồ sơ điện nước mọi người nhé. Xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Trần thạch cao đây mọi người. Đó. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng bếp cùng em. Phòng bếp của căn nhà rất là rộng, cũng được thiết kế đầy đủ tủ bếp, vòi chậu, vòi rửa. Và riêng ở cái căn nhà thì gia chủ có để sẵn bàn chờ để đặt bếp rồi, để đặt bếp ga âm hoặc là bếp từ âm mọi người nhé. Đó, tủ bếp chất liệu là gỗ sồi, rất là đẹp. Và không gian của tủ bếp thì là xung quanh là được ốp kính minh long, kính cường lực mọi người ạ. Ở dưới tầng 1 thì có một nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ của ngôi nhà. Sau đây xin mời mọi người hướng lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Ở đây là có một cái vách ngăn CNC rất là đẹp để ngăn giữa ngoài phòng khách và lên trên cầu thang. Đặc biệt là ở phía tầng 1 của ngôi nhà, vì lô này là lô góc mọi người ạ, cho nên là có cái cửa ngách hướng ra phía ngoài đường này. Đấy, rất là thoáng. Đấy, từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ, rất là gần. Cách chợ thì khoảng tầm 200m. Xin mời mọi người lên phía tầng 2 của cái căn nhà này cùng em. Tất cả tay vịn cầu thang là đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ơi. Mời mọi người phía lên trên tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 của cái căn nhà này được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, đều có cửa sổ bên hông, rất thoáng, rất là mát. Xung quanh thì dân cư đông đúc, chợ, trường, phố, đường, trạm đều rất là tiện lợi sinh hoạt mọi người ạ. Đây, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài cũng được thiết kế hai lớp, bảo vệ cho sự an toàn của ngôi nhà và cũng như là an toàn khi có trẻ nhỏ. Ở trên tầng 2 cũng vậy, được thiết kế trần thạch cao, đèn led, điện đều đã xong hết rồi. Phòng ngủ vô cùng rộng rãi mọi người nhé. Và đây là chính là phần thiết kế ống chờ điều hòa sẵn của cái phòng ngủ này rồi đây. Đó,
Mời mọi người hướng vào phía phòng vệ sinh của cái căn nhà này cùng em. Phòng vệ sinh của cái căn nhà này thì phải nói thực sự với mọi người là vô cùng rộng luôn. Đây, mọi người nhìn nhà vệ sinh nhá. Bình thường những căn trước em anh quay ấy, thì nhà vệ sinh nó chỉ rơi khoảng tầm đến đây thôi. Nhưng đặc biệt cái căn này thì lại vô cùng rộng. Mọi người ạ, sau này về mà nếu như mà gia chủ nào có thích để bồn tắm ở đây cũng ok nhá. Rất là rộng rãi luôn. Có cửa sổ đây, hướng ra phía cầu thang. Đó, rất là thoáng. Phòng vệ sinh đầy đủ hết. Bồn cầu, lavabo, vòi xịt, thiết bị vệ sinh. Đây, nước đây mọi người ạ. Nước sạch quận Hà Đông nhé mọi người. Hồ sơ điện nước đầy đủ, cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ, sổ đỏ chính chủ. Đó. Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Đây này, cứ mỗi phía hướng cầu thang của cái ngôi nhà này đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Cho nên là cái nhà này rất là nhiều không khí, không bị bí đâu, như mọi người xem đâu, rất là bí, rất là thoáng luôn. Trên cái tầng 3 của cái căn nhà này thiết kế tương tự như tầng 2. Cửa sổ rất là cao, rộng. Đó. Từ vị trí căn này mà đi ra khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ơi, công viên nước âm nhạc, nó chỉ rơi khoảng tầm 700 mét thôi. Rất là tiện lợi, con cái học hành, mọi thứ phù hợp với lại vợ chồng trẻ. Đây, phòng vệ sinh trên tầng 3 cũng tương tự như vậy. Rất là rộng. Mọi người nhá. Bình thường phòng vệ sinh này nó phải rộng gần gấp đôi của những cái nhà trước mà em quay cho mọi người xem á. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Đây, phía tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế gồm một phòng ngủ. Được thiết kế gồm một phòng ngủ mọi người nhé. Phòng ngủ cũng được mà phòng mình để thờ cũng được. Đối với đấy là tùy cái sử dụng, mục đích sử dụng công năng của mỗi hộ gia đình. Còn ở phía ngoài này là phía sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ơi. Rộng vô cùng luôn, rất là thoáng. Mọi người có thể nhìn xung quanh. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra trường đại học Fenica thì chỉ 1 km thôi. Đi ra một số cái tòa chung cư Xuân Mai này, Dương Nội này, và cách The Pride Hải Phát chỉ 2 cây thôi mọi người nhé. Rất là thuận lợi, rất là tiện. Và cái giá của cái căn nhà này thì là chào bán 2 tỷ 030 triệu đồng. Có thương lượng, đã có sổ đỏ, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mọi người nhé. Đây, phía trên tầng 4 này là có một phòng vệ sinh nữa mọi người ạ. Như vậy là toàn bộ căn nhà này là có 4 nhà vệ sinh. Đây, tổng toàn bộ căn nhà này gồm có 4 phòng vệ sinh và 3 phòng ngủ. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Em Ánh đã giới thiệu chi tiết về cái căn nhà này cũng như là thông số kỹ thuật về cái căn nhà này rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, tìm hiểu thêm về căn nhà này có thể để lại comment ở bên dưới kênh để em có thể trả lời, hoặc có thể để lại số điện thoại để em có thể gọi lại cho mọi người, hoặc mọi người có thể call trực tiếp cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh để ủng hộ em, cũng như là có thể nhấn chuông để có thể là người đầu tiên xem những video tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.